Hết đi. Anh không cứu em gì trơn. Không, mình phải cố gắng, mình tập thể dục thôi. Anh Đồng Hương mà anh phải cứu em chiêu chứ. Này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu trọng cái đích lên trời. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Ưu tiên bằng nữ. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em kính chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên ấy ạ. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang. Năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Lâm Đồng xuống đây dạy ngoại ngữ. Bạn trai, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần Thể Thao Thu. Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Nhất, nhưng sinh sống ở tại Sài Gòn. Quê quán em ở Tiền Giang. Gì rung quá vậy bạn? Mong anh Linh giúp đỡ em với anh Đồng Hương. Ủa vậy hả? Dạ. Anh ở Long Hưng, em ở Vĩnh Kim. Trời ơi, sát bên. Bình tĩnh lên em. Dạ. Thôi giờ mình vô luôn vấn đề đi. Thế nào mới hợp, giờ nói luôn để coi bên đây có hợp không. Thứ nhất là phải chung tình. Dạ, rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ, cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Không thì anh kìa, công ăn việc làm của anh thì giờ ổn định rồi đó. Dạ. Còn ủa, có chăm sóc bạn gái không anh? Dạ có chị. Chăm sóc sao đâu, nói chăm sóc nào, thử ra chăm sóc coi. Cuối tuần thì thứ ăn thứ bảy chủ nhật thì rất thích làm, sau một tuần mình làm việc mệt chứ đó thì mình dành thời gian mình hay là đi chơi, đi xem phim hoặc là đi ăn, đi uống nước thì chẳng hạn. Rồi nhưng mà khi mình hẹn chẳng hạn như mình thích thì mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về vậy đó. Đưa đón về. Dạ. Rồi có mua quà gì không? Dạ em cũng có thường tặng. Nhưng mà được. Cái dịp như thế nào đó hoặc những cái trường hợp thế nào đó thì mình sẽ tặng quà. Có lãng mạn với bạn gái không? Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Ta sao ra lãng nhắc đi. Thử thôi. Ví dụ nếu như ngày sinh nhật của bạn gái thì em thích như cái em sẽ là mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Sau đó thì hết giờ làm thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi, rồi mình sẽ đi ăn uống chẳng hạn, rồi hai người sẽ giống như là tìm không gian riêng chẳng hạn như ngồi quán cà phê đi ngồi nói chuyện. Chưa lãng mạn. Cái đó mới tầm tạm thôi, ai cũng làm là được hết trơn. Hẹn bạn tới trước cửa nhà, mình cho người phun mưa ướt áo ướt quần hết trơn, xong rồi tặng qua quỳ gối dưới mưa tặng ha. Xong mà nó ủa sao tự nhiên mưa, nó anh làm mưa đó em. Bạn nữ có yêu cầu gì nữa không? Em thích một anh cao to hơn em, tại vì tướng em cũng đô rồi, có đôi mắt hai mí, hai mí rưỡi luôn. Dạ rồi. Vậy tốt. Đô là đô sao? Cao nhiêu? Dạ cao cỡ 1m7 đó chị. Có luôn. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he. Đúng rồi. Dạ. Nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ. Còn nếu anh hô á thì anh đã có nha sĩ. Đúng luôn. Sao dạ. Dễ chịu vậy? Tại vì em quan tâm nhất đó chính là tính cách thôi chị. Hay. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Em dễ thương vậy. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ủa dạy cấp độ nào em? Người lớn hay con nít? Dạ em dạy cấp 1, 2, 3 chị. Rồi. Dạ lý do ế thì có hai yếu tố. Thứ nhất là môi trường. Ở môi trường của em thì toàn là giáo viên nữ thôi. Còn yếu tố thứ hai thì em nghĩ là mặt thời gian. Tại vì thời gian của em á là khác với mọi người. Mọi người thì đi làm thì em đi chơi, mọi người đi chơi thì em đi làm. Sao là em dạy buổi tối hả? Dạ nguyên từ thứ hai đến thứ bảy là em dạy buổi tối hết chị. Rồi nguyên ngày thứ bảy chủ nhật cũng làm. Cả đêm từ suốt tuần. Còn thứ bảy chủ nhật là dạy luôn cả ngày lẫn đêm. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để biết đường anh sắp xếp anh đi học chứ gì hết á. Tiếng Anh giỏi không? Dạ em tiếng Anh anh dở. Rủ anh Linh đi học chung, anh cũng cần người bạn học chung tiếng Anh với ảnh cho vui. Anh no speak English. Ủa mà sao ngồi tướng gì khép nép vậy? Đó. Anh Linh, nãy giờ kiểm tra giới tính chưa vậy? Anh với ảnh ngồi giống như nhau nè. Đàn ông mình ngồi mình phải thoải mái ra. Dạ. Gì mà khép khép vô vậy? Ta rung quá ta ngồi vậy đó. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa nhưng mà sao ngồi sao cứ tím tím hai cái tay lại hoài vậy? Có tật xấu gì không? Gặp trúng người trúng đối tượng thì em sẽ có thể nói nhiều, còn không thì là bình thường em ít nói. Hiện giờ là đang bình thường hay là đang nói chung nhiều? Là đang cũng bình thường. Bình thường mà là vậy đó hả? Em nói chuyện với chị nãy giờ chị hỏi một câu em trả lời có một câu, em đâu có nói nhiều đâu. Trời ơi là trời. Mà định chừng nào kết hôn? Chung nếu mà quen mà hai bên mà thấy hợp tính với nhau thì trong vòng khoảng 1-2 năm là ok. Thí dụ như tao hỏi là định chừng nào kết hôn, mình ít nói mình chỉ trả lời dạ 1 năm, dạ 2 năm, làm nguyên tràng luôn vậy đó. Nhưng mà em sao nó 1 năm rưỡi bạn đó. Em lố qua năm thứ hai cái bạn nói em không đủ uy tín. Công nhận ít nói ghê, con cái ít nói dễ sợ luôn em. Mai phải làm khó lắm không? Để em qua làm khó là đàn gái nè. Không nhưng mà anh định dễ xíu. Dễ xíu ha. Dạ. Nhưng mà trước khi qua anh hỏi em là em dạ. Muốn người phụ nữ em yêu phải như thế nào?
Anh thích là giống như là cũng bé bé xinh xinh dễ thương chút xíu, bé là biết người phụ nữ của gia đình, dung hòa với công việc với gia đình là ok. Thì nói chung là bạn nữ chung thủy thì hai bên chung thủy thì sẽ thương nhau. Bạn thủy nếu chung nữ cũng được ha. Rồi để anh quanh coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương. Anh bên đây rất là mộc mạc chất phác. Đẹp trai. Bé này cũng xinh xinh. Khi mà lấy nhau về rồi, tiền bạc kinh tế như thế nào, ai làm gì không? Dạ, em thích người mẫu người không có gia trưởng anh. Tại vì cái thời đại bây giờ hiện nay á thì nó cũng phát triển rồi, cho nên là người đàn ông em nghĩ cũng nên chia sẻ việc nhà với lại người phụ nữ. Có không thích tật xấu gì người đàn ông? Nói nhiều quá đi. Dạ nói nhiều nhưng mà cũng tùy người thôi. Ví dụ nói chuyện với em thì phải nói nhiều, nhưng mà nói chuyện với cô khác thì phải nói ít. Dạ. Được, quan điểm rõ ràng. Dạ ha. Bữa nay mình đi có người nhà mình đi theo không? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em. Rồi đâu cho gặp bạn đồng nghiệp của em coi. Ồ chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Bạn nữ này rất là xinh, nghĩ là hai người chắc thế không, nhà hợp nhau ạ. Bên kia thấy ẻo lả quá rồi, nhắm ẩm cô này nổi không? Dân làm điện tử nhưng mà làm bên thể thao á, nên chắc cũng đủ sức khỏe rồi chị. Chút xíu nữa kêu thử ha. Rồi thằng gái mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rồi em với Trang á thì đã là bạn thân với nhau từ hồi mầm non rồi, cho nên là tính cách mầm non luôn á. Đúng rồi. Cho nên là tính cách của Trang thì em biết rất là rõ. Trang á là một người rất là chín chắn, là chu đáo và luôn luôn là biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn anh thì thực sự để mà đánh giá một con người thì rất là khó. Em cảm nhận thấy là anh rất là hiền. Nhìn anh rất là có một cái gì đó cũng là yên tâm và có thể là che chở được cho người bạn gái. Rồi cảm ơn bạn. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt nha. Kéo màn. Rồi. Nào. Banh banh hai cái tay ra. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy giật mình hay nổi da gà hay sao? Dạ bình thường nè. Dạ. Thấy tự nhiên đi tới xong tặng cái. Dạ anh nãy giờ mình nói chuyện qua trước khi mình kéo màn á, với lại bây giờ gặp mặt thì anh cảm nhận em như thế nào ạ? Cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì nói chung là mình đáp ứng được. Anh em làm gì vịn ghế chặt đâu mà chạy xe luôn. Vịn ghế cũng ngắt rồi. Làm tỉnh lên mạnh mẽ lên chứ. Vậy thì bạn cứ thắc mắc gì bạn cứ hỏi. Anh em hỏi đi em. Hỏi cảm nhận vậy em sao lần đầu tiên như thế nào? Hỏi đi. Ừ bạn nhìn thấy không có bạn hẳn nào ở đây hết trơn á. Giờ anh em không? Tại vì cái từ này nói giờ em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói 2, 3. Trời ông này phải coi là giới tính ổng quá à. Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh là một người nói chung là rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ. Trẻ em nghĩ thì hiền là có phải là hợp với em rồi đó. Nãy tôi có nói với bạn ở dưới là thấy anh ngồi không? Em có nghi ngờ gì về sức khỏe của anh không? Giới tính của anh không? Dạ, chắc có lẽ anh run thôi chị. Phải run thôi. Anh đứng lên. Nhìn dưới quê ta lên mà. Khỏe không? Bây giờ. Bình thường vậy, em ra thể thao mà. Là đứng lên cho cổ coi. Ẩm thử ha. Còn không là hít đất á. Dạ thôi hít đất đi chị. Để kiểm tra sức khỏe của anh. Hít đất đi em. Thiệt hả chị? Trời, chị có khi nào nói giỡn không trời? Hít đi. Anh không cứu em gì hết trơn. Không, mình phải cố gắng mình tập thể dục thôi. Anh đồng hương mà anh phải cứu em chiêu chứ. Này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu chổng có đích lên trời. Thôi được rồi. Trời ơi, thôi không được rồi, thôi. Hít đất gì như ngọn núi trời. Không có, em là sửa máy thì em khỏe như cái tay với cái chân. À dạ. Em đó, trời, mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Còn anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó. Nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt lại một câu cuối cùng nè. Bắt đầu. Thì em nói rồi thì bạn nữ thì là dễ thương. Những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau. Quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban này thôi. Rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chất vậy? Qua trao đổi vừa rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã là một gì đó. Em sẵn sàng thao thức vì em, ví dụ vậy đó. Rồi bắt đầu.
Ờ, cái này không đúng đâu anh ơi. Sao thức từ sáng giờ lấy ra ai đi làm? Trời. Em nói trước đi. Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc. Tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau hết được. Thì em hy vọng là ra ngoài thì mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì vậy? Nếu mình đến đây cũng là một cái duyên thì nếu có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau ngoài nhiều hơn. Ở ngoài thì em hy vọng là anh cái cách nói chuyện giống anh Quyền Linh vậy đó, là không biết bên ngoài anh có nói chuyện được vậy không ạ? Nói chung là người miền Tây nói chuyện rất là chất phác, luôn bình dân. Anh với anh Quyền Linh vậy đó thì bản chất là cũng cùng quê ở có bên nhau, nói cách nói chuyện nó cũng tương tự giống nhau thì thôi. Quyền Linh vậy đó hả anh Quyền Linh? Em còn nhỏ dại thông cảm, nhát thôi. Mà em tin đi, những người này tốt lắm. Đây thì bây giờ anh xúi gì đâu có làm. Nếu ta làm là không đúng. Dạ. Có lập trường. Đúng là chất phát. Dạ. Thích đó thì tướng hơi xấu. Cho hiểu nhau ha. Mình động lại điều gì các bạn? Những điều đó có giúp chúng ta bấm nút hay không? Cảm thấy không đồng điệu thì không cần bấm nút. Để cho người khác bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao không bấm cưng? Dạ, tại vì em cảm thấy là cái tim nó chưa có đập nhiều. Em thì cảm giác tình yêu nên khác. Em cảm nhận như thế nào? Dạ, em nghĩ là khi mình lên đây á, là mình đã tự tạo cho mình một cơ hội. Đúng. Em lên chương trình nhiều người sẽ nhìn thấy em. Đúng rồi. Họ có thể thấy được em là hợp gu với họ chẳng hạn. Và họ lại nhấn like cho em. Đúng rồi. Nhiều người sẽ bấm nút cho em. Rất là dễ thương. Đây, quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Vâng. Trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm. Từ đó tới giờ chả quen ai. Cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Cái gì vậy trời? Ai, tiếc quá nhờ. Có lẽ họ chưa cùng nhịp đập trái tim với nhau. Hèn chi ép hoài không chịu nói. Hồi lúc đầu á, bạn trai có nói một câu là nếu mà gặp đối tượng thì em nói rất là nhiều. Nhưng nếu không trúng đối tượng thì em không có nói. Vì bạn ấy rất thật. Thì tôi tôn trọng những sự thật đó quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Thảm An. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng bạn nữ bên kia và quý khán giả. Em tên là Phan Thường Duy, 26 tuổi, đang quản lý một vài phòng gym ở quận 7. Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Em hiện tại thì đang ở với em gái của em. Rồi, Duy quản lý một cái phòng tập gym. Dạ. Người đang thùi lùi, đang thùi đầu tới chân luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, quý vị khán giả và anh bên kia. Em tên là Thanh Loan, năm nay em 24 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Em hiện tại thì đang làm ở Sài Gòn. Em làm gì? Em làm nhân viên xuất nhập khẩu ạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi đi học thì có mối tình vu vơ, rồi từ đó tới giờ chả quen ai. Trời đất ơi, ủa sao vậy? Hồi đi học á thì cũng có một vài bạn theo, nhưng hồi đó cứ nghĩ là học đã, học xong rồi tính. Thì tới lúc học xong đi làm mà do môi trường toàn là nữ không có nam, tối về cũng không có ra ngoài nhiều nên cũng chả quen ai. Vậy lúc rảnh rỗi em làm gì? Thì cũng cà phê với bạn thôi chị. Rồi buồn vậy, chưa có, vậy là mối tình đó có gọi tính là mối tình không? Được vài tháng chắc cũng tính. Tính luôn ha. Rồi bên kia. Dạ thì trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm và đã chia tay được hơn một năm. Bây giờ em tập trung cho công việc thôi. Sâu đậm là mấy năm bạn? Chỉ khoảng 3 năm. Nhưng mà có thể là sau mối tình đó thì có một khoảng thời gian là em không muốn quen mặt khác. Bây giờ nhắc lại bạn vẫn còn rưng rưng đúng không? Vẫn còn xúc động đúng không? Một chút. Một chút. Hiện tại thì đã dứt hẳn và em không còn thấy tiếc nuối nữa. Tình yêu cũ cho nó trôi qua đi. Bạn gái giới thiệu trước đi. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì tự tin, cũng dễ hòa đồng. Còn điểm yếu mà làm em tự ti chắc là hát dở. Hát hay không bằng hay hát, có gì đâu tự ti. Mình muốn tìm một bạn trai thế nào hả bạn gái? Ngoại hình thì ưa nhìn, cao trên 1m7. Về tính cách thì em nghĩ là mẫu người của gia đình đó chị.
biết chia sẻ, rồi tốt tính. Một người bạn trai sống tình cảm cũng hơi ướt át lãng mạn một chút, em thích không? Xến cũng được chị. Xến cũng được hả? Dạ. Bạn trai có lãng mạn không bạn trai? Có chị ạ. Mình hẹn hò đầu tiên đó, bạn tính tổ chức như thế nào? Em thích tới những phòng trà nhạc chỉnh, hoặc là những quán cà phê, hay là những nhà hàng lãng mạn và nó ít xô bồ. Thì em nghĩ là đó là một điểm cộng để đúng ở mong muốn của bạn gái bên kia, là cần một bạn trai lãng mạn một chút xíu. Lãng mạn gì đâu, đi coi ca nhạc thì cũng đâu có lãng mạn, mình phải làm gì mới lãng mạn. Dạ. Nó sẽ có nến, có hoa và có nhạc gì ạ? Em có thế mạnh gì? Rồi. Em rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người. Em có rất là trung thủy. Và khi em đã quyết định làm cái gì đó thì em sẽ theo tới cùng. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi khó tính. Cho bạn gái nói tiếp cái là hồi nãy mới nói bạn trai mình thích cái điểm nào rồi mình không thích cái điểm nào. Không quyết đoán. Nói chung người nhu nhược đó chị. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích một người quá sensual, trang điểm đậm. Em thích một người trung thủy và biết làm việc nhà. Em biết nấu ăn. Em cũng không thích sự bề bộn nên thường thì em sẽ dọn phòng. Nếu mà cưới thì em làm dâu hả anh? Mẹ em rất là dễ tính, mà ở nhà anh thì còn một cậu út nữa, thì mẹ anh không cần em làm dâu đâu. Anh quyết định hay là mẹ anh quyết định? Dạ em quyết định ạ. Nếu mà em hạnh phúc em ở riêng hay em ở chung, bà mẹ cũng đồng ý thôi ạ. Qua kiểm chứng nãy giờ cô gái bệnh lo nói là anh này ảnh cảm xúc á, nghe giọng anh nói chuyện qua bức rèm á là tưởng đâu ảnh vừa nói vừa khóc không á. Không có giọng như vậy. Nhưng mà qua đây nghe để biết là có phải vậy không, hay là tao cho cái chất giọng. Dạ nó hơi rè rè một tí xíu chị ạ. Bạn có tật xấu gì không? Đôi khi em giỡn hơi nhây một tí xíu. Bạn đồng nghiệp của em ví dụ đang buồn chẳng hạn, hay đang thất tình gì đó, thì em lại chọc cho buồn hơn. Có thể nghe hơi vô duyên một tí xíu vậy, nhưng mà nhây mà là quá nhây. Bây giờ là mình tính khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ từ 28 tới 30 là ok à. Ví dụ trong 5-6. Mình có đặt ra một cái tiêu chí tìm bạn gái như thế nào, cái chuẩn như thế nào? Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em á, thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Chứ gì vậy trời? Thế em thấy hài lòng với bạn gái đó, cho nên em muốn là người sau này cũng sẽ giống như vậy. Là bạn ấy rất là ngăn nắp, đúng với em. Nhưng mà em ơi, em nghĩ cái điều nè. Nói ra vậy nếu là nếu như em làm như vậy đôi khi là tội nghiệp cái người sau này. Em cái gì cũng giống người bạn gái cũ hết trơn á. Cái gì cũng nhắc lại gì đó, đôi khi lại gây tổn thương cho người ta. Chị hỏi là cái tiêu chuẩn thì em nói như vậy thôi chứ em không có áp đặt. Em không bao giờ áp đặt ai. Bây giờ em nói cái tiêu chuẩn em là ngăn nắp. Dạ. Chứ em nói phải giống bạn gái cũ em chi. Cái câu vô thấy mất điểm rồi. Dạ. Bỏ cái quan điểm ấy đi. Em đưa ra tiêu chuẩn đi. Coi như là ngăn nắp. Rồi gì nữa? Biết làm việc nhà. Biết làm việc nhà. Rồi quan trọng là tôn trọng lẫn nhau. It's ok. Được thôi, đơn giản. Dạ, cả đơn ngàn, cả tỷ cô gái trên đời này đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn đó của em. Chút mở màn lên là phải xin lỗi gì cái câu anh vừa mới nói đó đi đó. Chứ tôi là tôi không có bấm nút rồi đó. Đúng không quý vị? Đôi khi á, là tránh cái chuyện đó đi ha. Dạ. Đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Để anh xem nè. Chào em. Cô gái rất xinh xắn. Anh Linh nói gì nha? Cho cô vui, tại cô nói là cô nghe vậy cô hơi buồn. Đúng, anh nghe cũng buồn ha. Nhưng mà có lẽ rằng á, đây cũng là một cái khuyết điểm mà cũng là một cái ưu điểm. Anh nghĩ rằng đây là một anh chàng rất trung thủy. Dạ. Nói chung nếu mà ảnh vượt qua được cái mối tình đầu rồi á thì em chấp nhận. Chứ cái kiểu mà còn vương vánh mà đi tìm mối tình khác thì không có ổn. Thôi để chút mình nói chuyện mình sẽ cảm nhận điều đó. Dạ. Anh này thì cũng dễ thương ha, cũng tự lập bản lĩnh lắm á. Bây giờ mình tham khảo thử ý kiến người thân đi, rồi mình cho hai bạn gặp nhau. Hôm nay bạn trai có đi với ai không? Dạ hôm nay em có đi chung với lại mẹ của em. Ủa. Hai cô em gái và bạn của mẹ em. Mẹ ngồi đây nữa. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trong trường quay. Em chào cô ạ. Chào con. Cô nãy giờ có thấy sự việc diễn ra cô cũng muốn nói cái gì với con cô? Tính tình của con trai hồi từ nhỏ đến lớn thì cái tính cũng rất là thiệt tình. Đôi lúc nhiều khi nói gì ra thì nói trong cái lòng của mình. Cô nhìn thấy cô bên này thế nào cô? Chào cô. Bạn gái bên này như thế nào? Con gái thì rất xinh, rất dễ thương. Nếu được thì hai con tìm hiểu là do hai con. Dạ. Yeah. Bạn gái hả? Em cảm nhận anh mình nói thế nào? Dạ em con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào. Dạ thì
Chào con. Dạ thì hồi đó giờ thì khi mà con lên thì con cũng ở chung với anh hai á. Nếu mà chị với anh hai á có duyên mà tìm hiểu với nhau á thì em đảm bảo với chị là anh hai là một người rất là biết phụ giúp. Mỗi khi mà em làm việc nhà hay gì đó thì anh hai luôn phụ giúp với em. Nhưng bây giờ chị chỉ được hết trơn, chị chỉ ngại có cái vụ là bạn gái cũ của ảnh thôi. Dạ, em không biết là bữa nay ảnh cảm xúc hay sao chứ bình thường ở nhà không có nghe nhắc gì hết trơn á. Hôm nay em có đi chung với ai không? Em đi chung với mẹ với lại mẹ của sếp ạ. Mẹ với mẹ của sếp? Tại vì em biết đến chương trình này là cũng nhờ sếp, mà sếp em biết là nhờ mẹ của sếp. Mẹ với mẹ của sếp, dạ. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, khán giả tại trường quay. Cháu đây thì nói chung cái câu chuyện bên bạn gái thì học cũng buồn, bất bản thiệt. Nhưng mà thực thật trong tâm thì sao thì không biết. Thì sau này nếu như mà bên em có chọn được, có quyết định thì tìm hiểu thêm để bước tới cái hôn nhân cái kia nó. Dạ, đã rồi, cảm ơn cô. Thôi bây giờ á, màn sẽ kéo lên. Em sẽ tìm cách xóa tan những cái điều nãy giờ cô ấy hơi buồn đấy. Dạ. Kéo màn. Mời em. Chào em, anh có thấy quà xin lỗi với em về. Dạ, cảm ơn. Anh nghe được hình như quê em ở Vũng Tàu đúng không? Em ở Vũng Tàu thôi, còn quê gốc thì Hải Phòng. Trước đây anh có đi du lịch một vài nơi thì anh cũng khá có ấn tượng với những bạn mà ở biển, đặc biệt là ở Vũng Tàu, tại từ Sài Gòn đến Vũng Tàu rất là gần đúng không? Em đang ở quận mấy? Em ở Gò Vấp anh. Anh ở quận 7, có thấy xa không? Còn trong Sài Gòn là còn gần á. Ở Vũng Tàu thì em ở gần biển không? Không, từ nhà em ra biển thì khoảng tầm 30 phút, không 45 phút ấy. Ghê vậy, xa vậy? Ở xa biển như vậy á, thì có hay ra biển chơi không em? Cũng ít lắm anh. Vô vấn đề tình yêu đi, chứ hỏi biển hoài vậy. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Đã yêu thì phải tin tưởng, với lại chung thủy. Đó là hai điều quan trọng nhất, với lại mình phải biết thông cảm nữa. Anh hiện tại đã sẵn sàng để tìm hiểu mối tình mới hay chưa? Từ vì lúc nãy nghe nói chuyện á thì em thấy anh vẫn còn bị ảnh hưởng. Chắc chắn là có rồi em ạ. Tại vì thứ nhất anh không còn níu kéo bạn gái cũ của anh thì anh mới tới đây ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai là do anh quá thẳng thắn và anh cũng không muốn giấu giếm sự thật đó. Rồi vô chuyện tình yêu đi. Em thích hẹn hò khoảng thời gian nào trong ngày? Em thì làm giờ hành chính, rảnh buổi tối. Thứ bảy chủ nhật rảnh. Thứ bảy chủ nhật thì ok, rảnh. Thì mình có thể hai ngày rồi đúng không em? Buổi trưa thì anh có thể đi ăn trưa với em. Tại vì anh có thể rảnh từ 12 giờ tới 4 giờ 30. Em làm ở Tân Bình anh. Anh nghĩ chắc từ nhà anh qua đó khoảng nửa tiếng thôi. Vậy cũng đâu có xa lắm đâu. Ủa sao đường xá hoài vậy? Bây giờ 30 giây nữa nói về cảm nhận về nhau. Bề ngoài thì em rất là ổn. Và anh cũng thật sự gửi lời cảm ơn ban tiêu chuẩn chương trình đã tìm một bạn đúng như ý của anh. Còn em thì sao? Đối với em á, thì mới lần đầu gặp thì ngoại hình quan trọng. Nhưng tiến sâu vào mối quan hệ thì tính cách quan trọng hơn. Nếu trong tương lai em đồng ý về mối quan hệ giữa anh và em thì anh hy vọng là em cứ thẳng thắn với anh. Thì anh thấy như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ không. Thôi hết giờ rồi. Còn hỏi đường nào nữa không? Rồi đó, xong đường rồi đó, giờ bấm nút không bấm. Rồi đặt tay sau nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau để nhớ ngày gặp mặt hôm nay. Bây giờ trước mẹ của bạn gái bạn nói gì đi. Dạ cháu cảm ơn cô rất là nhiều khi cô dành thời gian tới chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà có cơ hội tìm hiểu con gái của cô thì chắc chắn là con sẽ chăm sóc cháu tốt cho cô ấy. Cảm ơn cô ạ. Câu này được nhất trong ngày đó. Không, con gái này, nói gì với cái này thì tôi tin anh này rất là chung thủy. Con em nói gì với cô không? Dạ đến chương trình thì con cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cô. Với lại không biết nói. Cảm ơn cô đã sinh ra một người cho con nắm tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc nha. Đây chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax.
Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường ạ. Cảm ơn mình. Rồi, hãy nắm tay bạn ấy. Hai bạn nắm tay chặt vào nhé. Đi ra phía trước, đường đường chính chính mà đi nhé. Hãy hướng về chuyện mới bạn nhé. Đi đâu vô đó. Đó, có mẹ em với lại cô với lại chị. Đó, có mẹ vợ đi theo luôn nha. Anh phải làm việc sao đàng hoàng nha. Con chào mẹ. Đó. Biết ai chưa mà chào lẹ vậy. Ui, phải vậy. Rồi, mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Nguyễn Minh Dũng. Em đang làm nghề cắt tóc nam ở địa chỉ 176 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cái tiệm cắt tóc đó là mình làm chủ hả? Dạ, em làm chủ. À, mở tiệm tóc bao lâu rồi? Dạ, từ khi em làm nghề đến giờ 27 năm rồi anh. Rồi, rồi mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên Nguyễn Thị Kim Phượng. À, nghề nghiệp của em là thợ may. Thợ may? Dạ, em năm nay 36 tuổi. À, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ đúng rồi chị. À, em ở đây lâu rồi. Ở quận mấy bà? Ở quận mấy? Ở Gò Vấp. 36 tuổi, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung là trải qua chưa được một mối tình nữa. Tại vì quen thì quen nhưng mà mới hơi lớn tí cái là chia tay, cho nên là không có quen được gì. À, là sao, là coi như là cái mối tình đó bao lâu rồi? Lâu lắm rồi chị. Rồi từ lúc đó đến nay là không có quen ai hết? Không có quen ai, nhưng mà cũng có người giới thiệu, nhưng mà tại vì qua sơ sơ cái là thấy không hợp cho nên là không có làm quen nữa. Vậy là mình kén quá hả hay sao? Không biết nữa. Lại không có ham đi chơi nhiều á. Nói chung là đi chơi thì cũng có phải chỉ cho có giấc. Cho nên là thích thì đi chung với gia đình thì được, mà đi riêng thì hơi ngại, cho nên là không thích đi chơi. Nó 36 tuổi mà còn không chịu đi chơi nữa thì sao có bộ. Phải đi ra ngoài mới có cơ hội tìm kiếm được chứ. Giờ có giấc là giờ nào đi chơi được đâu, nói nghe thử coi. Tại em làm cũng trễ, khoảng 7 giờ em mới về. Ừ. Cho nên là nếu mà đi có từ giờ đó tới 10 giờ thôi. 7 giờ mới đi làm về. Ba em cũng khó cho nên là không có cho đi chơi. Là giờ đang sống chung với ba mẹ trong nhà luôn. Dạ. Ôi, 36 tuổi rồi đi chơi được tới 10 giờ là phải về đó nghe. Anh bên kia thấy sao? Dạ được chị, có lúc trễ hơn chút xíu cũng được, mà sớm hơn cũng được cái sao chị. Ủa mà mấy mối tình rồi? Em á hả, nhiều mối tình nhưng có cái hai mối tình chính thức. Ê, cô gái bên kia cô muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Chứ nói là phải có đạo. À, tại vì em là đạo có Thiên Chúa, cho nên là thường thường là em quen là em hay nói trước vậy, mấy người nghe vậy cái cũng hơi sợ sợ, cho nên là. Ủa anh có đạo không anh? Dạ có chị. Rồi mừng quá. Khỏe rồi ha. Rồi tiếp. Lo nhất. À, cao hơn em. Chờ có chừng 1m65 cho là hình được. Em lùn dưới 1m65 chị, mang đôi giày vô cao 1m7. Trời ơi. Được rồi, còn gì nữa em? À, vui vẻ, hòa đồng, quan tâm tới mọi người. Anh thì vui lắm. Ừ, thích tới đám đông không mà không thích ít người. Mà ít người thì thích ở bên em thôi mới ít thích như vậy đó. Ghê chưa? À, vậy bên đàn trai có yêu cầu gì bên nhà gái không? À, cái chuẩn người của anh yêu sao? Cầu đơn giản thôi. Bạn gái em thứ nhất là trái tim chung tình. Công việc nhà thì nói chung phụ nữ mà ai cũng biết là được rồi. Ngoài hình chiều cao thì em thích cao từ 1m50 trở lên. Nếu cao hơn được em càng nhiều càng tốt. À, chào em. Anh đi rất dễ thương. À, anh này rất là thoáng. Cưới liền không? À, nếu được thì tìm hiểu cỡ 1 năm thì mình... Dài quá, 38 rồi. 38 tuổi, 36 tuổi rồi. Vì chừng tháng 2 tháng thôi. Tháng 2 tháng lẹ quá. Không lẹ đâu. Giờ khi ta cưới kêu có 1 tháng ta cưới liền. Mình cũng phải từ từ với anh. Giờ anh muốn vợ quá rồi, 38 rồi nữa. Nên tùy ảnh thôi à. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì là mê phim lắm. Mê phim gì? Mê xem tivi lắm. Hay là biến kiểu này kia thôi. Khó chịu. Chơi game thì cũng để giải trí thôi. Có ghiền không? Không có ghiền lắm. Trời ơi, có nhiều người giờ ghiền cho chơi game mà bỏ con, không cho con bú luôn á. Không có tới nỗi đó. Không có nỗi đó đâu. Rồi không sao, còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi đơn giản. Đó, nãy giờ em nghe rồi ha. Dạ. Cũng không có gì phức tạp đâu. Ủa có biết làm việc nhà không? Nấu nướng được không? Dạ, nói chung là làm được. Làm được hết ha. Bỏ bớt mấy cái vụ chơi game đi nghe, tôi cũng không thích đâu. Chào chị. Dạ, chào trai anh. Hơi dễ thương á. Trai ha. Hình như không được cao lắm, hèn chi thích vợ cao không là cao. Dài đã đụng chưa anh? Dạ đụng rồi chị. Đâu, cho coi dài coi. Ồ, 5 phân đó anh. Dạ. Ủa bây giờ mình lấy vợ về có cần làm dâu gì không anh? Dạ không, em thích sống tự do hai đứa thôi. Dạ, ủa tự do mình có nhà riêng chưa anh? Dạ có rồi chị. Ồ, ổn ha. Ừ. À, anh có tật xấu gì không? Dạ tật xấu á chị. Thì không có, mà em hơi khó chịu chút xíu à. Ví dụ chị hỏi em đi đâu về thì em nói mới đi đó về,
Rồi lát chị hỏi là đi đâu về, em nói đi đó về. Lát chị lặp lại chị hỏi thì cái đó em hơi khó chịu thôi chị. Thấy được á. Được rồi đó, cặp này ổn rồi đó, xứng rồi đó. Anh hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Này, cho em hát bài để tặng anh chị và khán giả đấy không? Một hồi gặp cô ấy hát. Dạ. Rồi bây giờ mình... mình đi có người thân đi theo không? Người thân đi coi. Có mẹ em với lại cô với lại chị. Đó, có mẹ vợ đi theo luôn nha. Anh phải làm việc sao đàng hoàng nha. Con chào mẹ. Đó. Biết ai chưa mà chào lẹ vậy. Dạ chào cô. Rồi đó anh chào mẹ đi anh, rồi nói chuyện đi dạ, anh. Con chào mẹ. Dạ. Mẹ, lần đầu gặp mẹ, mẹ thấy con sao mẹ? Chào Quỳnh Linh với Cát Tường. Dạ. Chào cô. Rồi cháu. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp thì thấy cũng ấn tượng tốt, dễ thương, cũng dễ chịu, thấy cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên con cũng gặp bạn gái bên Bức Màn mà chưa thấy mặt. Thì con cũng hy vọng mà dựa cái chương trình này đây cho hai đứa một cơ hội để hai đứa tìm hiểu. Lúc đó thì mới hiểu nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ bên này thì chắc có lẽ không có hiểu được hết ý được. Con xin hết. Nói chung là lúc nào cha mẹ cũng muốn tạo điều kiện cho con cái có gia đình càng sớm càng tốt. Anh cũng cầu mong cho con thành đôi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em là mặc áo trắng với hai mấy người em họ đó. Em ruột hả? Dạ em ruột, em trai em. Ruột con trai quá ta. Trời sao em ruột? Ủa có sao uống sữa khác nhau hay sao vậy ta? Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. À, chào bạn. Anh thấy chị dâu tương lai bên này như thế nào? Dạ em thấy chị cũng hiền, dễ thương, tính tình thì cũng vui vẻ. Thấy cặp này được không? 6 tháng tiến tới luôn anh, em thấy sao? Dạ chắc được á. Chắc được ha. Rồi cảm ơn em ha. Dạ. Rồi vậy được ha. Ổn rồi đó. Rồi kéo màn. Bắt đầu. Chào. Chào em. Chào qua lâu lâu. Chào qua thằng em. Dễ thương mà. Bây giờ đầu tiên nãy em muốn hát đúng không? Dạ. Mình tạo ấn tượng cái đứng lên trước mặt cô gái ấy hát bài nào đó để tạo ấn tượng. Dạ. Muốn hát bài gì hát tùy em. Đứng lên giới thiệu với cô ấy luôn. Đến với chương trình bài hàng hôm nay. Cầm micro luôn hả? Dũng xin gửi đến quý vị các anh chị nhạc phẩm mang tên Thuở Ban Đầu. Xin mời cho còn tay quý vị. Hát cô ấy nghe nha, cầm micro luôn nha. Cũng cầm. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xưa nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt bến khi tuổi vừa yêu. Trong bể đời hắc hiu tình vẫn du anh giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay điều lắc lư gửi và em về bên. Đi đâu đâu, đi đâu đâu. Hát rồi, bỏ video rồi. Bắt đầu giờ mình vô vấn đề nha. Mới gặp anh lần đầu tiên em cảm nhận sao về anh? Em thấy anh cũng dễ thương. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Vui vẻ. Anh thì có vui. Anh thích tới đám đông vui lắm. Còn em có gì hỏi về anh không? Mình tự nhiên lên không sao đâu. Đúng rồi, em phải nói trước cảm nhận của ấy sao. Em cứ cảm nhận sao về anh em nói đi. Không em á, em cảm nhận cô ấy sao đó. Mới gặp nhau thì anh thấy em rất dễ thương. Tánh tình cũng hợp theo ý của anh. Thì nhân đây anh nói thì mình em cái công việc của em cũng làm về trễ. Thì anh cũng trễ, ngoài 8 giờ hoặc 8 rưỡi anh mới về nhà. Thì cái đó là mình cùng nhau hẹn hò đi chơi trễ trễ chút xíu, em có chịu không? Cũng được nhưng mà đừng có chạy quá. Thì khi mà anh đi mà trễ thì anh tới xin ba mẹ nhà đó anh chờ em đi về trễ chút xíu không sao, anh xin ý kiến ba mẹ rồi. Trời, chưa xin rồi đó. Anh coi quan tình yêu làm sao rồi nè, đám cưới mốt sao, hẹn hò sao bạn với anh đi. Tiền bạc anh nói như vậy nè, mình người phụ nữ thì mình phải kiểm soát tài chánh nó mới được phải không? Còn đàn ông tụi anh làm bao nhiêu về đưa cho vợ bấy nhiêu là cái chuyện đó có. Nhưng có cái trong cái bóp của anh em phải để anh chút xíu đi đường tiếp bạn bè là được rồi. Dạ đúng rồi, cái đó là sự giao tiếp của anh. Thì nói chung là anh có khả năng đưa nhiêu thì đưa, em không có ép buộc. Còn về gia đình thì... Nói chung về mọi mặt gia đình, anh chỉ có nói một cái như nè. Em nói với anh câu là anh cứ yên tâm nơi tiền chiến, hậu phương ở nhà vẫn chắc có em lo là ok rồi. Bây giờ đẻ mấy đứa con nè, đó. Đẻ phải đẻ lẹ lẹ đi chứ cũng 36, 38 tuổi rồi đó. Dạ hai đứa chị bây giờ đẻ nhiều không dám chị. Tính hỏi cổ coi cổ chịu không? Em có thích hai đứa hay một đứa em? Hay là nhiều hơn? Hai đứa chắc được rồi, nhiều hai hơn. Nhiều hơn chắc khảo nổi quá. Giờ cô ấy là ít đi chơi lắm, ở nhà may vá thiêu thùa không à. Nhà cơm nước không à, ít ra ngoài chơi lắm. Bây giờ mình, ví dụ mình quen nhau ha,
bắt đầu ngày này mình yêu nhau, mình tổ chức một buổi sinh nhật cho cổ, một ngày đâu gặp gỡ thật lãng mạn. Em thử em diễn tả cái ngày đó thế nào. Thử luôn anh, ừ. Đứng dậy làm thiệp luôn ha. Rồi, đúng rồi. Bánh. Phải nhìn cổ kìa, làm nhìn cổ không không? Ừ. Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh gửi tặng cho em một bài hát. Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Cái tay chống kỳ vậy. Đánh gánh nặng nhọc nhằn không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm cha mẹ nuôi con khôn lớn, thân gầy hốc hác cha che chở cho đời con. Thật vậy, hôm nay Dũng thay lời muốn nói gửi đến quý vị cùng các chị nhạc phẩm mang tên Tình Cha. Xin mời quý vị nghe. Ủa sao sinh nhật bạn gái mà tặng bài Tình Cha? Sinh nhật bạn gái là anh chạy bắt đầu. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, là cái ngày đó là giống như mình tưởng nhớ tới công ơn sinh thành của cha mẹ sinh ra mới có mình. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan gian khổ, ngày đêm chăm no mong muốn con được lớn khôn. Mẹ cười rồi đó, mẹ khoái rồi đó. Thấy mẹ cười rồi đó. Rồi có cho hát cho mẹ không? Dạ không. Ba, mẹ mới đẻ được con chứ. Dạ vậy mẹ thì em cũng không nhớ lắm. Rồi thôi bây giờ mình vô chuyện tình yêu nè, đúc kết tiếng đề lại nè. Nói một câu sao tỏ tình với người ta, đồng ý để người ta bấm nút đi, rồi xong. Bây giờ là tất cả các cái mà để lo chuyện đám cưới của hai đứa anh đã có sẵn rồi. Thì em tính bao nhiêu lâu mới để hai đứa mình xây dựng tương lai hạnh phúc? Thì như nãy anh Quyền Linh nói thì em nói là một năm thì giờ chờ 6 tháng cũng được. Nhưng mà cỡ đó tại là... 6 tháng độ lại thôi phải không em? 6 tháng trở đi đi đừng 6 tháng trở đi sớm không? Quá. Anh theo ý em thôi không sao đâu, mình là thanh niên mà. Vậy thôi hả? Em nói một câu gì cảm xúc của em nãy giờ, em cảm nhận ảnh như thế nào? Nãy giờ ảnh biểu diễn quá trời rồi đó. Ảnh thổ lộ quá trời, em im re không à? Rất là vui, hát thì cũng được nhưng mà... Sao góp ý thẳng sao? Đi không biết nói làm sao nữa. Em nghĩ sao em cứ nói vậy, đúng không? Nói chung là được. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chỉ được là được rồi, phải không? Được rồi, được rồi. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ hát hò nói chuyện tâm sự rồi đó. Đây là giây phút quan trọng nhất. Cảm thấy phù hợp thì nhấn nút hẹn hò. Còn không thì không bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau. Cho nắm tay anh. Xin mẹ giờ. Mẹ cho con nắm tay con gái mẹ nghe mẹ. Được thấy không? Rồi gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, cảm ơn các bạn. Đừng bằng ghế xem phim đi. 6 tháng thôi nha. Dạ. Em thích đàn ông có bụng bụng một tí xíu. Gì kỳ vậy? Chi vậy? Em thích là bạn trai có bụng bự. Rồi, như vậy chúng ta đã thành công cặp thứ nhất. Mời quý vị chúng ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh và chào bạn chơi. Và chào tất bạn. Cả khán giả. Em tên là Bảo Trân, hiện năm nay 28 tuổi, quê ở Bình Định. Và hiện đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đó. Ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị các nhà. Xin chào bạn gái bên kia, em tên là Cường. Hôm nay em 30 tuổi, em làm nhân viên văn phòng cho công ty bột mì CJSC toàn cầu. Em làm nhân viên kiểm soát hệ thống chất lượng. Kiểm soát hệ thống chất lượng. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn? Em mối tình chính thức của em thì em trải qua 2 mối tình. Sau khi ra trường thì em có quen, khi đi làm thì em có quen bạn gái công ty. Quen một năm thì cũng muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà tại vì gia đình kia thì xem thì thấy không hợp hết đó. Xung khắc á. Thì coi bói hả? Dạ. Rồi. Ủa quê anh ở đâu anh? Dạ quê em Lâm Đồng chị. Tại em đang làm việc ở Vũng Tàu chị ơi. Vũng Tàu. Rồi vậy là mai mốt mỗi tuần về thăm bạn gái đúng không?
Dạ. À. Tuần nào cũng về như này chị. Rồi, bạn mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì điểm mạnh là có thể nấu ăn được. Nhưng mà điểm yếu của em cũng là chính là em lười dọn dẹp nhà cửa lắm. Rồi bình thường em hiện giờ em ở với ai? Dạ em sống một mình vậy. Rồi ai dọn nhà? Dạ em dọn. Rồi bao lâu mới dọn một lần? Dạ nói chung á thì nói thì em lười, nhưng mà khi em đi làm mệt về á, nhiều khi em lười em bỏ hết á rồi em nghỉ ngơi xong rồi hồi khỏe lại rồi bắt đầu em dọn. Vậy, em cũng đâu có sao, chị đi làm về mệt thì mình phải nghỉ ngơi trước, sức khỏe là quan trọng nhất. Nào mình rảnh rỗi thì mình dọn. Tưởng đâu không dọn luôn kìa mới ghê chứ. Cái bản tính của em là khá là cá tính, là rất là độc lập trong tất cả mọi việc. Nói chung là rất là cá tính nên là mấy bạn nam thì cũng hơi sợ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì là 2 mối tình ạ. Mà mối tình cuối cùng là mình chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ 3 năm rồi chị. 3 năm nay là không ai đeo đuổi hết? Dạ cũng có nhiều lắm chị. Em có rất là nhiều bạn nam. Nhóm em 10 người, có mình em nữ, còn lại là 9 anh. Vậy mà không quen anh nào không chồng hết trơn? Dạ không. Ai cũng coi em là em gái. Bạn trai, nếu mai mốt mình có bạn gái, mình có người yêu mà xung quanh cô ta toàn là bạn trai không thì anh cảm thấy như thế nào? Chứng minh mình có đủ bản lĩnh để giữ bạn gái của mình thôi. Còn vấn đề kia nhiều bạn thì càng tốt càng vui chị. Anh có ghen không? Cũng con trai ai cũng phải ghen, nếu yêu thì cũng ai cũng ghen, nghĩ vậy. Giờ anh muốn đi tìm người yêu thế nào? Muốn tìm bạn lữ mỗi năm trở lên là được. Về tính cách thì thật hiền lành, thật thà. Nếu người mà gốc miền Bắc thì tốt, tại vì em cũng người gốc miền Bắc. Bạn gái mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai của em là chung thủy là hàng đầu. Về ngoại hình mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình là người như thế nào không? Dạ không ạ, dễ nhìn là được rồi chị. Với lại em thích đàn ông có bụng bụng một tí xíu. Gì kỳ vậy? Chi vậy? Em thích là bạn trai có bụng bự. Coi có bụng không nha. Bạn trai không biết có bụng không, chứ còn anh Linh là có bụng rồi đó. Dạ. Chị có tưởng. Trời ơi bụng bự dữ. Nhậu dữ lắm sao bụng bự dữ vậy? Không biết nhậu, không biết hút thuốc luôn chị. Không biết hút thuốc luôn. Nhậu thì xã giao thì mình chỉ uống xíu thôi. Mình có chi ly tính toán không? Không, em rất thoải mái trong chuyện chi tiêu. Mà mốt lấy vợ về tiền bạc ai giữ? Vợ giữ. Mình có cái tật xấu gì không bạn? Thành tính quá, nhiều khi mất nòng người khác. Mà nãy nghe kể về mấy mối tình sao nghe giọng trầm mà buồn quá vậy? Còn nhớ mối tình cũ hay sao vậy? Dạ không chị, chắc hơi căng thẳng nghe nói vậy chị ạ. Coi như là chấm dứt, bây giờ bao lâu tiến tới hôn nhân được nè? Càng sớm càng tốt, vì mình hiểu nhau thì mình sẽ tới hôn nhân thôi chị. Tại cuối năm nay thì càng tốt, khoảng qua năm cũng được. Cuối năm nay được luôn á hả? Ủa mình chuẩn bị mọi thứ để đám cưới chưa? Dạ chuẩn bị đủ hết rồi chị, thì thiếu cô dâu thôi. Ghê vậy á, có làm dâu không? Về tại vì em nhà em có một mình, một chị một em nữa. Hiện tại có hai người đó đều lập gia đình hết rồi, nên về chắc phải làm dâu. Em có ngại làm dâu gì không? Dạ không chị. Nấu ăn rồi được mà đúng không? Dạ. Tốt mà, mình ở một mình tự lo hết đúng không? Coi đến qua anh coi bên kia thế nào nha. Dạ, anh coi chung em. Chào em. Không thích tật xấu gì của ông xã mình? Dạ em không thích một người chi ly ạ. Chi ly tôi tính toán cho gia đình mà. Đàn ông là phải sống thoáng một chút xíu. Thoáng quá tao lấy tiền nhà mà cho người khác hết thì sao? Đâu có anh. Chồng muốn làm cái gì thì bắt buộc cũng phải hỏi ý em. Em cũng vậy chứ không có được tự quyết một mình. Cũng thoáng ha. Có nhiều người vợ bắt chồng phải chi ly, phải tính toán để tích lũy. Em nghĩ là một người đàn ông á là không nên quá chi ly, phải có giao tiếp ở bên ngoài xã hội. Nên là nếu mà chi ly quá thì nhìn kỳ lắm. Đúng rồi. Còn yêu cầu gì nữa không? Bạn trai em có bụng bự. Bụng bự làm gì? Làm gì? Ôm sướng lắm. Ôm sướng đúng không? Vậy có mấy cô nói không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự có giá cũng bụng bự với đúng không? Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có chị và em đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh chị ạ. Chào, chào các khán giả. Nãy giờ theo dõi thì em cũng thấy là anh bên này cũng hiền, dễ thương nữa. Và cũng có vẻ chín chắn. Thấy cái bụng ảnh đủ bự chưa? Bên đây thích bụng bự. Em nghĩ là nếu mà về mà quen chắc chị Trân cũng phải tầm bổ thêm chút xíu nữa mới đủ chuẩn. Theo quan điểm của em thì thấy cũng khá ổn á. Nên có thể có cho nhau thời gian để tìm hiểu. Đối với em một người phụ nữ như chị Trân thì ok, rất tốt. Rồi cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không bạn? Dạ em có đi cùng với bạn em và em gái ruột của em. Dạ em chào anh Quyến Linh và chị Cát Tường. Em nhận xét về chị này như thế nào? Rất dễ thương ạ. Dạ cảm ơn. Nói chuyện rất thoải mái hòa đồng ạ. Anh bệnh, anh có cái tật xấu nào anh giấu không? Rất tốt ạ. Nói chung là sống nhiệt tình, yêu thương chị em trong gia đình. Anh ruột em hả? Dạ em ruột ạ. Rồi bây giờ ở nhà là đã hối thúc ảnh lấy lập gia đình cho em, lấy vợ cho em. Ba mẹ em cũng nói nhiều nhưng mà cũng tùy thuộc anh nữa. Ba mẹ em rất dễ ạ.
Hiền Anh ạ. Vậy là thấy chỉ là làm dâu là được đúng không? Dạ được ạ. Vậy là được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Rồi hai bên là được rồi đó. Bây giờ ăn thua hai bạn gặp nhau thôi. Cho kéo màn lên anh Linh ơi. Rồi cho hai người gặp nhau. Hai bạn quyết định nha. Rồi. Rồi gặp đi em. Để chương trình cũng quà thôi. Dạ, gặp mặt đầu tiên thì em cũng có món quà từ cơ quan gửi anh. Rồi cảm ơn em. Em thấy anh sao? Thời gian mình tìm hiểu mà mình cảm thấy hợp thì tiến tới thôi, chứ còn em cũng không có đưa ra là mỗi người lý tưởng như thế nào. Em có quan điểm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Đối với em á, khi yêu thì phải yêu hết lòng và phải chung thủy. Có gì cũng phải trao đổi với nhau. Nhưng mà em tính em thì đó là cá tính à, em giận là em nói liền à. Chứ đừng có để trong lòng. Yên tâm anh, thằng tính anh cũng giống em mà, nói hết cái gì, những gì muốn nói xong rồi thôi, không giận gì hết. Anh có hay đi du lịch không anh? Nói chung là có dịp là mình sẽ đi. Dạ, tại vì em rất là thích đi du lịch. Em cũng thích đi phượt nữa. Chung là mình hay xe nên ra mình hay đi, cũng thích đi phượt hơn. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao nè, mỗi dạ. Người ở vùng cũng hơi xa nhau nè. Anh cuối tuần thì cũng hay về thành phố Hồ Chí Minh chơi lắm. Cuối tuần thì có thể gặp nhau. Rồi giờ kế hoạch đám cưới thì sao, con cái thì sao? Đám cưới thì với em trao đổi rồi thì nếu chủ yếu là mình hiểu nhau thôi. Khi mình hiểu, mình đồng ý thì thời gian thì nó không quan trọng lắm. Còn để con thì anh thì tôn trọng bạn nữ thôi, nhiều cũng được hết. Em cũng tính là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh có nghĩ là đòi hỏi là về quê sống không? Không, anh thì anh cũng tính lập nghiệp ở mấy thành phố lớn này thôi. Chủ yếu là người bạn đời mình chọn đâu thì mình có thể cũng chọn ở đó luôn. Rồi, cảm nhận về nhau ở lần đầu tiên gặp nhau, một cái gì đó tỏ tình để mà chúng ta quyết định bấm nút. Thì em cũng dễ thương, thật thà và thẳng thắn. Chắc mình cho tao thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có thể hát tặng em một xíu không? Rồi, được luôn. Lần đầu ta gặp nhỏ trong phim trường lời đây, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Em thấy anh thì cũng dễ thương, cũng thẳng thắn và thật cũng nhiệt tình. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu. Rồi. Ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhé. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn nha. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn xem phim thật vui và tìm hiểu kỹ nhau hơn. Nào, chúng ta nắm tay để kỷ niệm ngày gặp mặt đầu tiên nào. Rồi, tắm tay thật chặt nha. Đây là quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá. Cháu chơi được nhiều môn thể thao, bóng đá, bóng chuyền, bia, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn. Dạ, em cũng biết chơi thể thao, em biết chơi bóng bàn giống như anh bên kia đó. Dạ, điểm yếu của em là nấu ăn không được giỏi lắm. Cháu biết nấu ăn, cháu nấu nhiều món ăn mà nhiều người thích. Em có thể biết hát, biết nhậu, biết kiếm tiền luôn. Nhậu được, anh nấu đồ nhậu cho em nhậu nha. Dạ được ạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Để đây kìa. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên cho phép em được gửi lời chào đến quý khán giả, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn gái bên một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Cảm ơn cưng. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Đỗ Anh Tuấn, năm nay cháu 33 tuổi. Công việc hiện tại của cháu bây giờ là thiết kế và quảng cáo. Cháu làm ở Bình Dương ạ. Ở quê Tuấn ở đâu? Cháu đến từ quê hương Thanh Hóa. Ở Bình Dương ở với ai? Cháu ở một mình. Một mình. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh ạ. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Nga.
Năm nay em 32 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng ở dưới Thuận An, Bình Dương ạ. Em cũng cùng quê với bạn bên kia, em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn hả? Dạ. Hỏi xem hai người có ở cùng chung huyện, chung xã gì không nào? Không biết là bên đấy ở huyện nào ạ? Anh ở Yên Ninh. Ở cùng huyện với em ạ. Dạ. Vậy đó hả? Có khi nào hai đứa biết nhau mà giống như là hỏi mình đi. Biết á. Không biết là trước anh có học Yên Định 1 không ạ? Không, trước anh học Yên Định 2 nhưng mà anh có chơi rất nhiều bạn ở dưới Yên Định 1. À ra vậy. Em thì em học ở dưới Yên Định 1. Hai bạn bây giờ cũng cùng không rồi đó. Em là gì? Tên gì Tuấn? Dạ cháu là Đỗ Anh Tuấn đó. Đỗ Anh Tuấn bên kia là gì? Đỗ Thị Nga. Trời Đỗ, ơi, hai người Đỗ chết luôn. Rồi. Đỗ Thị Nga, Đỗ Anh Tuấn. Ôi trời ơi, là lạ lắm nha. Cô chừng quá con. Chào cô ạ. Ừ. Mai mốt mà đẻ con ra cũng khỏe quá ha. Họ cha họ mẹ cùng đúng luôn. Đúng rồi, chung luôn. Thi dễ đậu lắm. Đúp vào Đỗ. Để tôi coi coi có giống nhau không. Có cái nét gì giống nhau không. Nghi lắm rồi đó. Có giống không chị? Không, không giống. Dạ. Rồi cái điểm mạnh của Tuấn là gì? Điểm mạnh của cháu là cháu chơi được nhiều môn thể thao. Ừ. Bóng đá, bóng chuyền, bia, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn. Ừ. Cháu biết nấu ăn. Ừ. Cháu nấu được nhiều món ăn mà nhiều người thích. Điểm yếu của cháu thì cháu ngại giặt đồ. Quần áo cháu đi làm mặc các thứ là cháu gom lại, cháu mang tiệm nhờ là giặt. À, gom lại tiệm giặt một lần. Tuấn có mấy mối tình rồi? Dạ, cháu có hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình thứ hai là cuộc hôn nhân nhưng mà bây giờ cháu đã đổ vỡ một lần. Đổ vỡ một lần hả? Dạ. À, vậy hả? Có con chưa? Cháu có một bé gái 6 tuổi. Ở với ai? Đang ở với mẹ đó. Có lẽ là chúng cháu chưa tìm được tiếng nói chung khi về ở với nhau thì có lẽ là do cháu. À. Hồi đấy bồng bột thì ham chơi cũng chưa lo lắng và chăm sóc nhiều cho vợ của mình nên đâm ra thì có những khoảng cách thì dần dần thì không hàn gắn lại được thì tan vỡ. Tôi là tôi thấy hai người không có giống nhau đâu ông Linh. Giờ ông ra ông coi thử coi cái mắt tôi đúng hay không. Nói chơi chứ sao giống được. Thì đó. Làm gì có chuyện giống đâu đây. Đôi khi anh em chưa giống nữa mà. Dạ em chào anh. À xin chào em gái. Dạ. Dễ thương xinh đẹp. Họ Đỗ luôn hả? Dạ. Có cùng xã không trời? Dạ khác ạ. Khác xã hả? Dạ. Có điểm mạnh điểm yếu có giống không? Ừ. Điểm mạnh của em thì cũng ít thôi. Ừ. Điểm mạnh là rất là hòa đồng, hoạt bát. Em có thể biết hát, biết nhậu, biết kiếm tiền luôn. Ôi, vậy khác bên đây. Quá hiện đại. Dạ. Quá giỏi. Em là một phụ nữ hiện đại ạ. Phụ nữ hiện đại. Sống hướng ngoại. Ừ. Dạ. Nhậu được anh nấu đồ nhậu cho em nhậu nha. Dạ được ạ. Tại vì công việc của em là nhân viên kinh doanh nên là cũng rất là hay đi ra ngoài ạ. Ừ. Những người kinh doanh rất là giỏi đó, họ rất là năng động. Điểm yếu là gì? Ừ. Dạ điểm yếu của em là nấu ăn không được giỏi lắm. Bên đây nấu được ha. Vâng. Dạ rồi. Em cũng biết chơi thể thao, em biết chơi bóng bàn giống như anh bên kia đấy. Hai người đánh với nhau được rồi đó. Dạ. Đường tình duyên sao? Dạ em thì có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là thời sinh viên. Còn mối tình thứ hai là chồng cũ của em. Thì em cũng có một bé gái đang học lớp 1 là 7 tuổi ạ. Bé gái đang sống với em ở đây luôn ạ. Bây giờ nếu mà hai đứa mà chọn nhau á, thì bên đàn trai có ngại cái chuyện mà bạn đang ở với con gái của bạn không? Có xúm lại nuôi chung nhau không? Vâng, chắc chắn rồi. Ừ. Tại vì con của mình mà. Đúng rồi. Mình muốn tìm người yêu thế nào? Cao tầm khoảng 1m7 trở lên đi ạ. Để em có cảm giác như người ấy luôn luôn cao hơn em để được chở che. 1m7 trở lên hả? Dạ. Mét mấy em? Em 1m65 nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ là cao hơn em về chiều cao. Người ta tính từ đầu đến trời chứ không ai tính cả từ đất lên đầu gã. Nghĩa dạ. Đó là nghĩa khác nữa đúng không? Dạ. À, được rồi. Một chút xíu hai bạn gặp nhau coi tính từ đây lên trên nó cao khoảng bao nhiêu? Dạ. Hả? Dạ. Ví dụ như em là người hướng ngoại thì em sẽ không thích một người hướng nội ạ. Bạn kia bạn chơi biết đủ các môn thể thao trong đó có luôn bida cho nên là chắc chắn là bạn sẽ hướng ngoại. Bây giờ em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao tầm khoảng từ 1m58 đến tầm khoảng 1m62-63 thôi. Dư sức. Tính cách thì cháu thích người phụ nữ là hiền hòa, yêu động vật với lại là biết là kính trên nhường dưới. Hôm nay Tuấn có đi với ai không? Dạ cháu đi với bạn thân của cháu ạ. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi tới chào đấy cô Hồng Vân và chú Quỳnh Linh. Cháu là bạn thân với Tuấn từ thời sinh viên.
cảm nhận của cháu thì bạn gái này cũng rất là xinh. Giờ cũng chỉ mong là lên đây là hai bạn để trao cho nhau một cơ hội tìm hiểu để có thể là xây dựng được một cái hạnh phúc mới nó tốt đẹp hơn. Rồi. Những cái gì qua rồi thì mình có thể bỏ qua. Rồi, đại diện nhà gái, tôi xin đại diện cô gái để tôi nói về cái cảm nhận của tôi nha. Cô gái này là một cô gái mà cũng hàng hiếm nha. Ngoại hình cũng ok, từ mặt mũi tới vóc dáng. Tự một mình nuôi con mà ở xứ lạ quê người, nói chung là bươn chải như vậy. Cho nên rằng là theo tôi thì hai bạn nên cho nhau cơ hội nha. Dạ. Rồi, xin ông mối cho mở rào chứ ạ. Nhà gái hơi bị được đó nha. Dạ thì đó tôi cũng đã nói rồi. Nhà gái, nhà gái hơi bị được đấy. Dạ cảm ơn ông mới. Một cô gái 4.0 đấy. Cho trẻ gặp nhau một đi. Một cô gái thông minh đấy. Cho trẻ gặp nhau đi. Một cô gái mà tôi thấy rằng cần phải quan tâm đó. Cho trẻ gặp nhau đi. Rồi mở rào. Mở rào. Chào em. Hôm nay đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đến chương trình em cũng có một món quà tặng anh. Em tặng anh. Cảm ơn em. Đấy là một cái đồng hồ cát ạ. Em muốn tặng anh để em mỗi lần anh để trên bàn làm việc, khi mà nhìn thấy nó thì anh sẽ nhớ tới em ạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, nhìn có người quen người gì không? Anh có thấy quen không ạ? Có. Em cũng có thấy hả? Quen luôn. Có hả? Dạ, có quen. Cũng thấy quen luôn ạ. Thôi chết rồi, lên đây. Có chừng bà quen, con quen, xa không đâu. Bà con xa. Chỉ thấy xa, mặt quen thôi chứ còn không biết là có gặp rồi hay là không. Anh nghĩ là chúng ta gặp rồi. Em cũng không biết là gặp anh rồi hay là chưa luôn. Vì ngày trước anh có tham gia vào diễn đàn Tuổi Trẻ An Định. Ở Hà Nội hay là Sài Gòn anh? Hà Nội. Ngày trước em cũng có tham gia. Anh có đi đá bóng cho diễn đàn An Định. Em cũng yên thi thoảng mới đi thôi, còn không đi nhiều. Hỏi địa chỉ nhà coi. Không, anh ấy không biết đâu. Em ở Định Hưng đúng không? Vâng. Định Hưng, anh biết Định Hưng. Dạ. Rồi, thôi hai bạn về ghế ngồi đi. Dạ. Vui quá ha. Tự nhiên mà người quen mà biết nhau rồi gặp nhau chỗ này là vui lắm. Từ lúc ly hôn tới bây giờ là anh không quen ai. Anh chưa quen ai cả. Vì trong đầu đang còn có rất nhiều cái suy nghĩ nó xáo trộn. Dạ. Mình sẽ hẹn hò thế nào? Mỗi tuần mấy lần? Em có giới hạn được thời gian không? Em thì là một nhân viên kinh doanh nhưng mà em cũng rất là bận. Chỉ có mỗi ngày chủ nhật là em nghỉ thôi. Mà một ngày chủ nhật thì em cũng phải dành cho con gái của em. Ví dụ như đưa con đi chơi hoặc là đi bơi hoặc là đi trung tâm thương mại. Thì cũng có thể là em sẽ sắp xếp tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật đi chơi với anh được. Anh thấp hơn với chiều cao mà em mong muốn thì em có thấy thất vọng không? Em thì không thất vọng lắm. Đến khi anh nói cái câu rằng là chiều cao của một người đàn ông là tính từ đỉnh đầu lên đến trời. Và em cũng mong là điều đó sẽ là sự thật. Và em cũng mong một người đàn ông một nửa của em là sẽ có cái chiều cao mà tính từ đỉnh đầu lên đến trời cao hơn em. Nhất trí. Từ đỉnh đầu lên đến trời. Từ đỉnh đầu lên đến trời. Khó tính lắm. Đúng rồi, cho hai đứa nắm hai tay nhau đi. Hai bạn có thể nắm tay nhau để trao nhau một cảm xúc gì đó. Để xem cái cảm xúc khi người ta nắm tay như thế nào. Đấy, nhìn thẳng vào mắt nhau. Hát một bài gì đó. Thanh Hóa ơi gì đó. Anh thì rất ít hát. Dạ. Tại vì hát dở. Nhưng mà gặp gặp em hôm nay thì anh cũng muốn gửi tặng em chương trình một bài hát. Vậy đi tìm có hát lý thương nhau. Thương nhau tình thắm môi a nghĩa nồng. Nghe câu hát anh đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía. Anh lên rừng quê em lại đến hương dâu. Anh đi tìm em. Em ở nơi nào để lòng anh mong, để lòng anh ngóng anh thương em như thế. Anh xin hết vậy rồi. Cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng gửi tới anh một đoạn trong bài hát là Qua đêm nay. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời. Phải không anh ơi, em ước mong lâu lắm rồi. Sâu thẳm trong mắt anh là ánh mắt của em, vòng tay âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Dạ em xin hết ạ. Em thấy rồi, chưa? Về ghế ngồi đi các bạn. Trơn á. Hát hay nè, giỏi giang xinh đẹp. Để tay mình nút bấm đi.
các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, với người thân của mình, và đang đối diện với nhịp tim của mình. Nếu thích, chúng ta bấm. Nếu không thích, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Sau 3 tiếng đếm, hai bạn sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cùng bấm luôn. Cùng bấm. Thanh Hóa, ngày trở về. Và tôi nghĩ rằng nãy giờ các bạn hợp nhau rất là nhiều thứ ha. Từ tên, tuổi, họ ha. Rồi quen biết, rồi nhìn nhau nó quen quen nữa. Có thể chúng ta sẽ chăm sóc mối tình này cho nó đủ lớn để chúng ta có thể quyết định nhiều cái còn xa hơn nữa. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con lên đây thì con cũng mong là con sẽ gặp được một nửa cuộc đời mình ở trong chương trình này. Thì con mong là quyết định của con sẽ được bố mẹ ủng hộ con ạ. Xin cháu chào hai bác. Cháu và em hôm nay được cơ duyên được gặp ở đây. Thì cháu nghĩ rằng là cháu đủ lớn để chăm sóc được cho em. Rồi, xin hai bác cho cháu hôn em đi. Cháu xin hai bác cho cháu được bày tỏ yêu thương với em. Đấy, đúng rồi, hay quá. Mà hết qua mái tóc thôi là sao trời. Dạ được rồi chị. Mạnh mẽ dạng dĩ lên chứ. Dạ được rồi ạ. Thấy một người cô gái không? Để cái má nhẹ qua một bên. Thấy người ta rất là hiện đại, thấy không? Cô gái rất là dễ thương nha. Thật sự đây là một con người mà có thể chúng ta phải giữ chặt lấy nha. Dạ vâng. Bằng mọi giá anh trai nha. Họ mong rằng tất cả những điều này sẽ tạo ra một hạnh phúc dành riêng cho hai bạn nha. Dạ. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là những món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc các bạn sớm về chung một nhà nha. Dạ. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ. Cảm ơn các bạn. Dạ. Cảm ơn cô chú, cảm ơn chương trình. Rồi, hạnh phúc nha. Dạ. Thanh Hóa ngày trở về. Tôi dông dê một cái nè. Dạ. Yeah. Như vậy là chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Hai cặp đôi họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúng tôi rất là vui và hy vọng rằng họ sẽ phát triển mối quan hệ đó. Mà các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netflix. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta chia tay nhau, Hồng Vân và Quyền Linh xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cùng bấm luôn. Cùng bấm. Cháu xin hai bác cho cháu được bày tỏ yêu thương với em. Đấy, đúng rồi, hay quá. Chị rất là vui và cảm thấy là gặp được một người cùng quê thì rất là hạnh phúc. Em cũng cùng quê với bạn bên kia, em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn hả? Dạ. Hỏi xem hai người có ở cùng chung huyện, chung xã gì không nào? Không biết là bên đấy ở huyện nào ạ? Anh ở Yên Ninh. Ở cùng huyện với em ạ. Ờ, dạ. Vậy đó hả? Hai bạn bây giờ cũng cùng không rồi đó. Em là gì? Tên gì Tuấn? Dạ, cháu là Đỗ Anh Tuấn đó. Đỗ Anh Tuấn bên kia là gì? Đỗ Thị Nga. Trời ơi, Đỗ chết luôn. Rồi. Đỗ Thị Nga, Đỗ Anh Tuấn. Chị thấy anh thì được 8 trên 10 điểm rồi. Đến chương trình này cũng không nghĩ đến là gặp được Nga cùng quê như này. Cả bên ngoài thì giống như mình mong muốn, còn
về cái tính cách phải kiểm tra sau. Nga thì trên cả mong muốn của mình rồi. Trước khi chị vào sân khấu thì chị nghĩ là chị sẽ không gặp một người cùng quê. Tại vì là ở trong đây thì có rất nhiều người từ khắp mọi nơi đến đây, nên chị không nghĩ là chị sẽ gặp được một người cùng quê mà lại gần nhà nữa. Chị rất là vui và bất ngờ. Lúc đầu thì chưa bữa rào thì có cảm giác rất là nôn nao để gặp đối phương như thế nào, người bạn chơi thế nào. Nhưng mà đến lúc mới rào ra thì nhìn thấy cô bé này cực quen luôn. Chào em. Hôm nay đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi, nhìn có người quen người gì không? Anh có thấy quen không ạ? Có. Em cũng có thấy quen hả? Luôn. Có hả? Dạ, có quen. Cũng thấy quen luôn ạ. Thôi chết rồi, Linh ơi. Có chừng bà con quen xa. Quen đâu? Bà con xa. Chỉ thấy xa, mà quen thôi chứ còn không biết là có gặp rồi hay là không. Anh nghĩ là chúng ta gặp rồi. Em cũng không biết là gặp anh rồi hay là chưa luôn. Cảm giác nó quen cho nên là không có cái sự là hồi hộp hay là như nào cả. Có nhớ là từng gặp nhau. Từng gặp nhau rồi. Không nhớ rõ là tên nhau và không nhớ là gặp cảnh nào. Chắc là cái duyên mới hôm nay mới gặp được và cùng quê lại gặp ở trong cái khu vực miền Nam Sài Gòn này. Chị thì không có quan trọng cái việc là sẽ sống ở đây hay là sống ở quê. Chị chỉ cần là chồng chị có một cái ý tưởng lập nghiệp ở đâu đó, chị cảm thấy ổn, chị sẽ theo và chị sẽ hỗ trợ cho chồng chị. Đó là điều chắc chắn. Còn chị không phải nhất quyết là bắt anh phải ở đây hay là ở đâu đó. Chị nghĩ là tìm hiểu ít nhất là một năm đi. Bởi vì chị đang cần một thời gian để chị cho nó đi đến cái mục đích mà chị mong muốn. Với bạn Nga thì mình cho nhau tìm hiểu cơ hội, tìm hiểu nhau. Xong rồi hai đứa thống nhất với nhau thì chọn ngày lành tháng đẹp thôi. Thương nhau tình thắm môi a nghĩa nồng, nghe câu hát anh đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Anh ra vườn đào em đã sang đồng nghĩa, anh lên rừng quê em lại đến hương dâu. Anh đi tìm em ở nơi nào, để lòng anh mong, để lòng anh ngóng, anh thương em như thế. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không anh ơi, em ước mong lâu lắm rồi. Sâu thẳm trong mắt anh là ánh mắt của em, vòng tay âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Dạ em xin hết ạ. Ngoài công việc kinh doanh của em thì em còn làm MC cho tất cả chương trình ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương và Sài Gòn. Thật sự em với bạn Mai mình có duyên thì em sẽ sẵn sàng xin xin về chi nhánh Sài Gòn ha. Em không thích điều gì ở phụ nữ, ví dụ như lộng lẫy quá hay là lộng lẫy mà sợ gì. Em sợ nhất điều gì đàn ông? Em sợ kiểu vũ phu, thuốc lá cũng hơi gia trưởng quá thì cũng không thích lắm. Em có quan trọng ngoại hình không? Dạ vừa phải, nó nằm ở mức 5 điểm là được. Em thích một người chân thành, tôn trọng và kiểu như sống có trách nhiệm. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.